Thưa quý vị, thời gian qua, các câu lạc bộ, đội nhóm tại các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố đã hoạt động rất sôi nổi, tạo ra nhiều sân chơi bổ ích cho sinh viên. Nhân kỷ niệm Ngày học sinh sinh viên Việt Nam ngày 9 tháng 1, chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn câu lạc bộ Tiếng Anh tại Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng, một trong ba mô hình xuất sắc vừa được nhận giải thưởng 9 tháng 1 cấp thành phố. Câu lạc bộ Tiếng Anh của Trường Đại học Sư phạm ra đời cách đây 10 năm, với mục đích giúp sinh viên có môi trường để vận dụng, luyện tập tiếng Anh giao tiếp một cách hiệu quả. Trước những thay đổi của giáo dục hiện đại, những đòi hỏi mới của xã hội, 3 năm trở lại đây, câu lạc bộ đã có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động. Những buổi sinh hoạt được tổ chức hàng tuần, nhiều hoạt động tăng cường kết nối với người nước ngoài, nhiều cuộc thi có sức lan tỏa rộng lớn được tổ chức, tiêu biểu như IC Award năm 2020 với hơn 500 sinh viên tham gia. Em tham gia câu lạc bộ tiếng Anh từ năm thứ nhất của sinh viên, và sau khi trải qua một quá trình tham gia câu lạc bộ thì em cảm thấy rằng là cái vốn kiến thức của mình hắn đủ để đáp ứng mình có thể giao tiếp một cách tự tin với những người nước ngoài. Và cái kỹ năng mà em nghĩ rằng các bạn sinh viên bây giờ đang còn yếu đó chính là kỹ năng nói và có thể nghe, và tham dự các câu lạc bộ như vậy thì sẽ giúp mình có thể tự tin. Không đào tạo các chuyên ngành về ngoại ngữ, vì vậy năng lực ngoại ngữ của sinh viên Trường Đại học Sư phạm khá hạn chế so với các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng. Là cầu nối giúp sinh viên sư phạm có thể nâng cao vốn tiếng Anh, hình thành kỹ năng giao tiếp cơ bản. Câu lạc bộ ECEC hiện nay đang phát triển theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ hỗ trợ việc học tiếng Anh. Bọn em tăng cường truyền thông ở bên phía hội sinh viên, đồng thời là bọn em cũng hợp tác với các câu lạc bộ đội nhóm khác trong trường để mà có đủ khả năng cũng như là kinh phí và nguồn lực để mà tổ chức các cuộc thi lớn. Ban đầu thì các bạn sinh viên mới tham gia vào câu lạc bộ thì các bạn hầu hết là đều là những cái bạn mà không có cái trình độ tiếng Anh cao, và các bạn tham gia vào với một cái tâm lý rất là rụt rè và tự ti. Nhưng mà được một cái là các bạn rất là ham học hỏi và nỗ lực, cho nên là thành ra là sau một khoảng thời gian tham gia câu lạc bộ thì em thấy nhận định chung là các bạn đều có đủ tự tin để mà các bạn có thể giao tiếp được với người nước ngoài. Hiện Trường Đại học Sư phạm có gần 10 câu lạc bộ, đội nhóm lớn nhỏ. Để duy trì và phát huy hiệu quả những mô hình này, hội sinh viên nhà trường cũng có nhiều giải pháp hỗ trợ. Hoạt động của câu lạc bộ học thuật so với hoạt động của các câu lạc bộ kỹ năng khác thì nó tương đối là khó để phát triển, và đặc biệt là với tiếng Anh thì cái độ đồng đều của các bạn khi tham gia thì nó lại là càng một cái điều khó cho các bạn ở trong câu lạc bộ nữa. Tuy nhiên thì cái sự hoạt động của các bạn trong 3 năm qua thì đã khẳng định là cái hiệu quả. Hội sinh viên sẽ giúp đỡ các bạn khi các bạn có ý muốn là đăng cai để mà tổ chức một cái cuộc thi gì đó. Và ngoài ra thì hội sinh viên cũng sẽ hỗ trợ các bạn một phần kinh phí. Và bên cạnh đó quan trọng là hội sinh viên sẽ đứng ra để mà liên lạc với các đầu mối để giúp các bạn tìm được các nguồn tài trợ. Và cái nguồn tài trợ này sẽ giúp cho các bạn được tổ chức các hoạt động của mình. Làm thế nào để những mô hình câu lạc bộ đội nhóm trong trường đại học không chỉ dừng lại ở phong trào là một bài toán không đơn giản, nhất là những câu lạc bộ mang đậm tính học thuật như câu lạc bộ tiếng Anh. Sự thay đổi để đáp ứng đòi hỏi mới của xã hội, sự nhiệt tình, sáng tạo của những bạn trẻ tại câu lạc bộ tiếng Anh là một minh chứng sống động để những câu lạc bộ, đội nhóm tại các trường có sự điều chỉnh, trở nên gần gũi và tăng tính hiệu quả hơn với sinh viên.